Xin chào các chị em nhé. Hôm nay em sẽ chia sẻ cho các chị em cách mà mọi người làm cái hình ảnh viết chữ lên hộp ấy, viết chữ lên một cái ảnh nào đấy. Ví dụ như là cái bài viết này của em này. Ví dụ như cái bài viết này của em đang đây. Ví dụ em ghi chữ Trần Hồng Phượng và số điện thoại lên đấy, thì em sẽ hướng dẫn chị cái cách các chị em cách mà các chị em viết cái chữ này lên như thế nhá. Thì đầu tiên là các chị em sẽ vào cái phần App Store để tải về cái phần mềm gọi là PicArt. Phần mềm là PicArt đây. PicArt. Đây. Đấy, phần mềm là nó như thế này. Bây giờ đang có thông báo tắt thế này. Thông báo tin nhắn. Đây nha, nó là PicArt đây. PicArt, em đã tải cái phần mềm này về rồi, nên là nó đã có trong sẵn trong máy của em. Bây giờ các chị em vào đây nha. Khi các anh chị em tải vào xong rồi, các chị em vào phần mềm của PicArt này. PicArt nó cứ hiện lên này. Đấy, sau này các chị em nhấn nút dấu cộng này để chọn ảnh này. Chọn ảnh thì chị em vào tất cả ảnh này. Đấy, mình sẽ chọn một cái ảnh mà mình muốn ghi chữ nó lên. Đây, ví dụ như em chọn cái ảnh này của em đi chẳng hạn, ảnh diệp lục này đi chẳng hạn, em sẽ chọn không cảm ơn này. Cái này mình sẽ ghi không cảm ơn, bỏ qua nhá. Chọn một cái ảnh này. Mấy cái tin nhắn này cứ hiện lên. Đấy, sau đấy nha, vào phần thêm chữ này. Vào phần chữ bên thanh giấy công cụ này có phần chữ này. Đấy, xong các chị em đánh chữ vào đây. Ví dụ như là em sẽ đánh vào đây là Diệp Lục Cô Giang Giang. Ví dụ em sẽ đánh này Trần Hồng Phượng này. Trần Hồng Phượng Chùm Diệp Lục Cô Giang Giang chẳng hạn. Chùm collagen. Đó. Xong rồi ghi số điện thoại 0978 123 66. Đó, thế là ok nha. Ok này, phần chữ này, phần chữ ok này. Đó. Mình vừa nhấn dấu tích này. Đấy, xong sau đấy thì các chị em có thể điều chỉnh này, to nhỏ này, rồi là di chuyển lên xuống sang trái sang phải này, và mình có thể điều chỉnh là màu sắc này. Màu sắc đây nha, ví dụ em chọn này màu hồng, một đỏ, màu cam, màu tím gì đó. Đấy, ví dụ thế. Đấy, mình sẽ chọn như thế. Đấy, tùy chỉnh. Như vậy là ok nhá. Đấy, như thế là được nhá. Đây là cái tùy các chị em nhá, tùy chỉnh như thế nào nó phù hợp với các cái bức ảnh của mình thì thôi nhá. Thì cái này nó sẽ giúp mình có một cái hình ảnh cột mác thương hiệu của mình, viết các cái những cái thông tin mà mình cần ghi vào đây. Đấy, chẳng hạn ví dụ mình có một cái ảnh chị nám mụn tàn nhang hay gì đấy, thì mình sẽ ghi là trước khi sử dụng dịch vụ collagen và sau khi sử dụng dịch vụ collagen thì hết mụn như thế nào, hết nám tàn nhang như thế nào. Đấy, cái hình ảnh trước sau đấy thì nó sẽ giúp cho cái việc là mình đánh vào cái tâm lý của khách hàng, đánh vào cái thị giác của khách hàng, và khách hàng sẽ ra quyết định mua nhanh hơn. Và thứ hai là những cái mà ví dụ như hàng đi hàng về, cái này mình sẽ thường sẽ sử dụng như là hàng đi hàng về chẳng hạn, thì mình sẽ cột cái mác tên là Facebook của mình xong ghi số điện thoại vào đó. Đấy, để đó là một cái gì đấy được của riêng mình. Đấy, chúc các chị em mà thành công nhé, thực hành thành công. Xin hẹn gặp lại các chị em vào các video lần sau ạ.